có những điều đã diễn ra, có những điều đã qua, có những điều đọng lại thì chúng tôi ghi nhớ lại và sau đó thì truyền tải đến tất cả quý vị khán giả. Đấy cũng là công việc của những người viết sử, những người làm công tác khoa học xã hội. Người ta nói là lịch sử thì chỉ diễn ra một lần, nhưng mà để viết sử và để có thể tổng hợp được lịch sử một cách chân thực và khách quan nhất thì phải viết đi viết lại rất là nhiều lần. Công việc này đòi hỏi một cái tác phong chậm rãi, những tháng ngày nghiên cứu rất là lâu dài của cả một đội ngũ những người làm lịch sử. Và ngày hôm nay chủ đề trò chuyện của Bây giờ và Đây sẽ liên quan đến những con người như thế, với một cuốn sách mới được ra mắt rất hấp dẫn với tất cả quý vị khán giả của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam VTV2. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đồng hành, một gương mặt đã lâu rồi không xuất hiện trên sóng truyền hình mà chúng tôi ngày hôm nay rất vinh dự được mời ông đến trường quay của VTV2. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh, nguyên chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sinh năm 1937 trong một gia đình công chức, trí thức thành thị, vốn ham thích và có khiếu về khoa học tự nhiên, nhưng như một sự lựa chọn của số phận, ông đã học sử, yêu sử, giảng dạy nghiên cứu lịch sử và đã thành danh trên lĩnh vực sử học. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu về lịch sử thế giới, lịch sử quan hệ quốc tế. Thưa quý vị khán giả, và đang có mặt trong trường quay lúc này là giáo sư nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh, nguyên chủ nhiệm khoa quốc tế học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Cháu rất vinh dự được đón bác trong trường quay của VTV2 Bây giờ và Đây. Xin chào khán giả, xin chào tất cả các bạn. Cho cháu được hỏi bác cái câu hỏi đầu tiên, không biết là cảm xúc của bác như thế nào khi mà được mời đến trường quay ngày hôm nay và đặc biệt là được trò chuyện cùng với những lớp người thế hệ sau về một bộ môn mà mình đã đau đáu theo đuổi suốt một đời, đấy là bộ môn lịch sử. Đây không phải là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên truyền hình, nhưng mà là một thời gian rất lâu khi tôi đã nghỉ hưu và có tuổi thì hôm nay lại được trở lại, coi như là trở lại cái căn nhà mà bấy lâu nay cũng đã quen thuộc. Nên tôi rất là vui mừng, và nhất là để bàn về một cái đề tài mà tôi cũng quan tâm, cũng theo dõi, và hôm nay đã thành công. Lý do vì sao mà Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam VTV2 và chương trình Bây giờ và Ở đây trân trọng được mời giáo sư nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh đến đây ngày hôm nay là bởi sự ra đời của một cuốn sách khá là thú vị. Và đặc biệt là cái câu chuyện đằng sau đó của những người làm lịch sử trẻ tuổi. Chúng cháu là những người mà thuộc thế hệ đi sau, được lớn lên trong thời kỳ hòa bình, nhưng mà khi làm đến, được nghe thấy và được tiếp cận những cái tài liệu, những đề tài liên quan đến những năm tháng đấu tranh cách mạng của đất nước, đặc biệt là làm đề tài về những người đi trước với những cái dấu ấn lịch sử còn sót lại không nhiều, thì thực sự là một cái quá trình mà nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự kiên trì, cũng như là nó thử thách những người trẻ. Vậy thì qua giới thiệu của VTV2 với nhân vật của ngày hôm nay, với cái công trình của ngày hôm nay muốn nghiên cứu và giới thiệu đến quý vị khán giả, thì không biết là giáo sư nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh có nhận xét như thế nào về cái đề tài này? Vào đầu năm 2022 thì cuốn sách được ra mắt bạn đọc, thì tôi cũng như là nhiều độc giả rất là phấn khởi, bởi vì đây là cuốn sách của hai tác giả, là hai nhà sử học trẻ mới vào nghề, nhưng điều quan trọng nhất là nó bàn về một vấn đề mà bấy lâu nay thì không ai chú ý tới, ít người biết tới, tức là bàn về một cái tầng lớp trí thức ra đời trong thời kháng chiến chống Pháp và là cái nền tảng để xây dựng cho cái nền khoa học ngày nay. Thì cái điều đó cho thấy rằng là lịch sử đã đi vào một cái đối tượng, một cái lĩnh vực mà có thể phục vụ được cho đông đảo bạn đọc về những cái trang mà chúng ta chưa biết tới, về những cái thời đại, thời kỳ, những con người mà tuy chúng ta gặp hàng ngày nhưng chúng ta lại không biết rằng đằng sau đó đã ẩn chứa những câu chuyện, đã ẩn chứa những trang sử rất là hào hùng của dân tộc ta. Thưa quý vị khán giả, giáo sư nhà giáo Vũ Dương Ninh đang nhắc đến cuốn sách Những hạt giống bí mật. Đây là cuốn sách được phát hành bởi Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Nhà xuất bản Khoa học Xã hội với hai tác giả đồng biên là Nguyễn Thanh Hóa và Trần Bích Hạnh. Ngày hôm nay nhân vật được mời đến trường quay của Bây giờ và Đây là một thạc sĩ trẻ, là một nghiên cứu sinh lịch sử và là người mà đã dày công, có thể nói là cũng có tham khảo ở Bắc Ninh rất là nhiều lần. Cùng với việc thu thập nhiều tài liệu nữa là cả một cái quá trình công phu để làm ra cuốn sách này. Và đằng sau đó là câu chuyện của những người chép sử, những người nghiên cứu về lịch sử. Xin mời quý vị hãy cùng đến với clip giới thiệu nhân vật của chúng tôi. Thạc sĩ Trần Bích Hạnh, tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Sư phạm Hà Nội khoa lịch sử.
hiện đang là nghiên cứu sinh khoa sử chuyên ngành phương pháp dạy học lịch sử. Trần Bích Hạnh chuyên nghiên cứu về phát huy di sản các nhà khoa học, giáo dục di sản, đưa di sản nhà khoa học vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông, đem tình yêu lịch sử lan tỏa tới các em học sinh. Vâng, thưa quý vị khán giả, xin được giới thiệu trường quay thạc sĩ Trần Bích Hạnh. Và chị Hạnh có thể bắt tay thầy một cái cuộc hội ngộ ngày hôm nay đúng không ạ? Xin chào thầy ạ. Vâng. Rất là vui được gặp chị Hạnh trong trường quay và có một cái cuộc hội ngộ với giáo sư nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh để chúng ta cùng trò chuyện về cuốn sách Những hạt giống bí mật. Thực ra thì ngày hôm nay bây giờ đây mong muốn tiếp cận hai nhân vật, hai thế hệ, những người làm khoa học xã hội, những người làm lịch sử để trò chuyện về hai vấn đề. Thứ nhất là về một cuốn sách rất là thú vị mà chúng tôi tình cờ có cơ hội được biết đến. Thứ hai là về công việc có thể nói là rất thầm lặng của những người làm công tác lịch sử. Có lẽ câu hỏi đầu tiên, xin bác cho phép cháu được hỏi thạc sĩ Bích Hạnh, lý do gì khiến cho chị lựa chọn bộ môn lịch sử, một bộ môn mà ở cái thời đại của chị em mình thì vốn là các bạn sẽ có thể là có nhiều những cái lời mời gọi hấp dẫn hơn từ những cái lĩnh vực khác chẳng hạn? Dạ vâng, thưa thầy Vũ Dương Ninh ạ, thưa MC Phí Linh, hôm nay thì tôi cũng rất là vinh dự được có mặt ở đây để chia sẻ một cái chủ đề mà tôi cũng rất là tâm đắc. Với bộ môn lịch sử thì tôi nhớ lại đó là cái hồi cấp 3, cô giáo của tôi ở trường chuyên Tuyên Quang đã gieo cho tôi một cái tình yêu lịch sử và cô đã khuyến khích tôi là đi thi học sinh giỏi môn lịch sử. Thông qua tìm hiểu về những cái câu chuyện của các cuộc khởi nghĩa hay là cái triều đại của nhà Nguyễn chẳng hạn thì tôi rất là yêu lịch sử từ cái thời đó. Vâng, và không biết là duyên cớ nào từ cái việc mà theo học lịch sử và sau này thì trở thành một sinh viên chuyên ngành lịch sử và chọn cái đó làm con đường nghề nghiệp của mình dẫn chị đến với cái cuốn sách Những hạt giống bí mật này. Dạ vâng, cái này thì cũng là một cơ duyên rất là tình cờ. Mình thì học về sư phạm lịch sử, đáng nhẽ ra sẽ trở thành một giáo viên dạy sử, nhưng mà mình cũng có duyên là sau khi ra trường thì làm việc tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, là một cơ quan chuyên nghiên cứu về di sản của các nhà khoa học. Tưởng chừng là hai lĩnh vực khác nhau, không liên quan gì cả, nhưng mà thật ra thì cái di sản nhà khoa học đấy lại tìm hiểu khá nhiều về những cái câu chuyện của các nhà khoa học. Họ đã sống như thế nào, học tập như thế nào và đóng góp ra sao. Và khi đó thì chúng mình sử dụng cái phương pháp đó là nghiên cứu lịch sử cuộc đời của các nhà khoa học để có thể kể những cái câu chuyện. Vâng, không biết là giáo sư nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh nhận định như thế nào về cái công tác nghiên cứu, cái phương pháp nghiên cứu như thế này đối với bộ môn chuyên ngành mà ông theo đuổi là lịch sử thế giới thì có cái điều gì soi chiếu được để mà những người trẻ nghiên cứu lịch sử ngày hôm nay, nghiên cứu các vấn đề trong nước có thể rút ra được những kinh nghiệm? Vâng, cái cuốn sách này đề cập tới một số 21 nhà khoa học đã được đào tạo trong cái thời kỳ kháng chiến ở nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết. Nhưng mà qua cuốn sách này đấy thì chính lại là hình dung cả một khung cảnh lịch sử của đất nước ta, hình dung cái khung cảnh lịch sử về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô. Và cái điều quý là thành phẩm của nó đó chính là 21 nhà khoa học đầu đàn, 21 nhà khoa học mà xây dựng cái nền tảng cho cái nền khoa học và công nghệ của chúng ta hôm nay. Thì ở đây chúng ta thấy lịch sử là chuyện xa xưa, nhưng mà chuyện xa xưa đó lại nói tới và phục vụ tới cho cái cuộc sống hôm nay. Lịch sử là cái chuyện chung của dân tộc, của đất nước, nhưng mà lại đi vào cụ thể từng con người. Và chính mỗi con người ấy lại là những người góp phần tạo nên cái thành tích, những người góp phần xây dựng nên đất nước. Cho nên lịch sử vừa xa xôi nhưng lại rất gần gũi. Lịch sử vừa thuộc về ngày xưa nhưng lại chính là chuyện ngày nay. Nếu mà ta gắn kết được cái đó với nhau ấy, thì lịch sử hết sức sinh động. Và cái sự ra đời của cuốn sách Những hạt giống bí mật này là một bằng chứng cho thấy rằng là từ chuyện ngày xưa mà chúng ta phục vụ được cho công việc nghiên cứu hôm nay. Và từ những cái thành tựu nghiên cứu của từng người đã tạo nên một cái công trình có ý nghĩa được các bạn đọc đón đọc và rõ ràng là nó phục vụ cho cái công tác nghiên cứu của chúng ta. Vâng, cháu được biết là trong quá trình làm cuốn sách này thì chị Hạnh cũng đã có nhiều lần tìm gặp thầy Ninh và cũng đã xin ý kiến nhiều. Có những câu hỏi, chắc là cũng đã có những câu hỏi phản biện cũng như là có những điều cần làm rõ thêm về cái công trình này mà thầy Ninh đã hỏi chị Hạnh. Có câu hỏi nào thầy chưa hỏi để dành đến bây giờ và đây ngày hôm nay không ạ? Câu hỏi thì giữa thầy và trò thì rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà cái cuốn sách này nó có một cái điều mà tôi chắc rằng các bạn đọc rất là băn khoăn. Tức là với một cái nội dung nó bề bộn như vậy
các vấn đề nó đa chiều như vậy và cái nhân vật cũng là đông đông như vậy. Thế nhưng mà cái mốc đầu tiên ấy là cái việc các tác giả tìm ra được cái tài liệu văn kiện của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng Cộng sản Liên Xô đã có cái văn kiện để mà khẳng định là nhận học sinh Việt Nam. Đó là cái điểm đầu tiên. Nếu không có cái điểm đó thì tất cả các câu chuyện mà các tác giả kể ra đó thì người ta sẽ đặt dấu hỏi. Cho nên là tôi muốn hỏi về tác giả là cái văn kiện đó làm thế nào có được và từ đâu mà ra. Vì nếu không giải quyết được cái câu hỏi đó, thì cái nội dung về sau nó sẽ luôn luôn bị đặt dấu hỏi. Vâng. Thì hôm nay được gặp về tác giả, một trong hai tác giả, thì tôi muốn nhắc lại cái câu hỏi đó là làm thế nào mà tìm được cái văn kiện của Liên Xô. Trong điều kiện mà với 1951, tức là quan hệ giữa ta và Liên Xô vừa mới thành lập, quan hệ mà ta lại đang kháng chiến đi lại rất khó khăn, thì làm thế nào mà tìm ra được cái tài liệu này? Dạ vâng, thưa thầy, đối với câu hỏi này của thầy thì em nhớ lại cách đây khoảng hơn 10 năm ạ. Đó là một ngày của năm 2012. Lúc đó thì trong cái quá trình mà chúng em tìm kiếm danh sách của 21 nhà khoa học, bởi vì cái khởi đầu này nó bắt đầu từ cái danh sách đã, họ là ai và đi như thế nào. Thì từ cái việc là tìm kiếm danh sách đó thì chúng em đã tìm khá nhiều các cái tư liệu ở trong lưu trữ của Trung ương Đảng, thậm chí kể cả cái niên biểu lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng cũng không hề có cái thông tin liên quan đến cái đoàn cán bộ đi đầu tiên như thế này. Và cũng rất là may là chúng em đã có sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Lệ Nhung ạ. Cô thì làm ở Cục Lưu trữ Trung ương, và trong một cái chuyến mà sang Liên Xô, hồi đó là Liên bang Nga rồi ạ, thì cô cũng đã sưu tầm được cái tư liệu. Lúc đó chỉ là bản scan và bản photo thôi ạ, cái quyết định của đoàn đi Liên Xô năm 51 này ạ. Thì đây cũng là một cái tư liệu mà chúng em cảm thấy rất rất đáng quý. Và phải nói là để sưu tầm được cái tư liệu đó thì chúng em cũng phải mất đến vài năm thì cô mới có thể cung cấp cho cái tư liệu đấy được. Nhưng mà chúng em cũng cảm thấy rất là vui và em cũng rất là biết ơn cô Nguyễn Lệ Nhung. Vâng. Tức là chúng ta bắt đầu khởi sự từ một nghi vấn và sau đó thì tìm đến cô Nhung ạ, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Bởi vì cháu cũng được biết là sau này thì những đoàn cán bộ được cử đi học về cái thông tin chính thức mà người ta vẫn biết thì là từ năm 53 cơ, chứ không phải là từ năm 51 đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng. Và để hiểu rõ hơn về cái cuốn sách Những hạt giống bí mật và những người đứng đằng sau nó đang làm nên, kể nên những cái câu chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với một cái clip của chương trình. Hồ sơ Những hạt giống bí mật, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, viết về 21 thành viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng cử đi Liên Xô học tập từ tháng 7 năm 1951. Từ những manh mối, thông tin rất mờ, hai tác giả Nguyễn Thanh Hóa và Trần Bích Hạnh đã kỳ công thực hiện hàng trăm cuộc gặp gỡ với nhân vật, gia đình nhân vật, thực hiện các ghi chép, tiếp nhận các hiện vật, ghép nối, sắp xếp lại, gạt đi lớp bụi thời gian để các chi tiết sáng dần lên. Để lần đầu tiên, những bí mật của chuyến đi năm xưa dần được hé mở. Cuốn sách Hồ sơ Những hạt giống bí mật đã góp phần bổ sung nội dung cho việc nghiên cứu lịch sử giai đoạn 1945-1954, giúp độc giả hiểu hơn về mối quan hệ về giáo dục và ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô thập niên 50 của thế kỷ trước. Tầm nhìn xa trông rộng của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về kiến thiết đất nước sau kháng chiến. Vâng, đó là sơ lược những gì mà chúng ta, những người nào mà chưa tiếp cận đến cuốn sách này có thể tìm được thông qua những lời giới thiệu của chương trình. Còn để hiểu rõ hơn thì phải thông qua cuộc trò chuyện với hai nhân vật ngày hôm nay và đặc biệt là phải đọc cái cuốn sách này cơ. Thưa chị Hạnh, cho đến bây giờ thì chị đã làm xong cả một cái công trình cùng với sự tham gia của tác giả Nguyễn Thanh Hóa và Trần Bích Hạnh. Thì hai người làm nên cái công trình này có vẻ như là rất là công phu, đặc biệt là khi mà chúng tôi được biết là chỉ còn lại hai nhân vật ở trong số này là còn sống thôi. Thế còn đâu thì các bác cũng đã đều về bên kia thế giới rồi. Thì cái khó khăn của mình thì có phải là như vậy không? Và khi mà chị gặp được hai nhân vật, hai nhân chứng sống còn sót lại thì cái lúc đấy thì cái cảm xúc của chị như thế nào? Dạ vâng. Thật ra thì tôi và tiến sĩ Nguyễn Thanh Hóa là hai tác giả chính để viết nên cuốn sách này. Tuy nhiên để có thể làm được điều đấy thì chúng tôi có cả một nhóm nghiên cứu. Và nhóm đấy của chúng tôi thì bắt đầu thành lập từ tháng 5 của năm 2011 và có sự giúp đỡ của rất nhiều các cô chú cộng tác viên cũng như là các bạn đồng nghiệp ở phòng nghiên cứu sưu tầm của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Và lần đầu tiên và tôi cũng rất là may mắn là vừa mới vào trung tâm được có 3 tháng thì được giao nhiệm vụ là trưởng nhóm nghiên cứu này. Và tôi cũng trực tiếp là phỏng vấn, gặp gỡ hai người duy nhất là còn sống trong đoàn 21 người.
đó là Thiếu tướng Phạm Như Vưu và Thiếu tướng Phó Giáo sư Lê Văn Triểu. Đó cũng là cái điều rất may mắn đối với bản thân là một nghiên cứu viên rất là trẻ, lúc đấy tuổi đời cũng rất là trẻ, tuổi nghề thì cũng chưa có nhiều ạ. Và khi mà gặp các ông, đến bây giờ cái điều mà tôi nhớ nhất ạ, vì bây giờ cả hai thành viên đều đã mất rồi, đó là cứ vào chiều thứ ba là có hẹn với ông Triểu và chiều thứ năm thì có hẹn với ông Vưu, đều đặn như vậy. Và khi mà chúng tôi mỗi buổi đi như vậy thì về phải viết một cái báo cáo phỏng vấn. Khi mà chúng tôi thống kê lại thì với ông Vưu là 70 báo cáo, còn với ông Triểu thì là hơn 40 báo cáo ạ. Vâng. Dạ. 70, 40 tức là khoảng hơn 100 cuộc gặp gỡ. Dạ, vâng. Nếu như mà tính theo đơn vị thời gian thì nó phải diễn ra trong một năm thì chỉ có 52 tuần. Mà tuần nào cũng gặp như vậy thì nó phải diễn ra trong 2 năm. Đấy là nguyên việc phỏng vấn cho hai nhân vật đã diễn ra trong 2 năm. Còn tổng quá trình mà chị làm ra cuốn sách này là bao lâu? Dạ, thật ra cuốn sách này thì nó là cái kết tinh của khoảng 10 năm nghiên cứu của Trung tâm Di sản và nhóm nghiên cứu ạ. Vâng. Dạ. Cho cháu được hỏi giáo sư nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh là cái thời gian này đối với cả việc ra đời một cái công trình lịch sử thì theo ông đánh giá là nhanh hay là chậm? Vâng. Cái cuộc hành trình để mà đi đến một cuốn sách, một tác phẩm đấy thì không thể nói được là nhanh và cũng không thể nói được là chậm. Mà cái đó chính là thông qua các tác giả. Thì trong cái trường hợp này, tôi như câu hỏi đầu tiên của tôi là cái tài liệu, vấn đề xây dựng được một cuốn sách là ở tài liệu. Giống như xây dựng một căn nhà là trước hết anh phải có những viên gạch cái đấy. Thế thì ở đây tôi muốn chia sẻ cái sự cảm thông và có phần cảm phục các tác giả đó, là đi tìm được những cái nguồn tài liệu viết không nhiều, mà tài liệu bằng ký ức, chủ yếu là tài liệu bằng ký ức. Mà tài liệu bằng ký ức thì các nhân chứng không nhiều, là bởi vì các cụ đã đi cả rồi. Thì phải nói là cái công sức mà các tác giả để ra 10 năm trời để mà chúng xây dựng được cuốn sách là một cái điều hết sức đáng hoan nghênh, hết sức đáng cảm phục. Có thể thế này, có thể những cái tài liệu chỉ mấy năm anh tìm ra, nhưng có khi cả một thời gian dài tìm không thấy. Và ngay cuốn sách này cũng vậy, có thể đến một lúc nào đó, vì một tình cờ nào đó, ngẫu nhiên nào đó lại tìm ra được tài liệu để bổ sung cho cái cuốn sách này. Cho nên cái việc tìm tài liệu đã thành công, nhưng mà chưa phải là chấm dứt. Mà tôi nghĩ rằng là còn có nhiều khả năng. Khi cuốn sách này ra, những người quen biết, những người học trò của các vị này, họ biết cái gì đó thì lại cung cấp thêm tài liệu. Và những lần tái bản sau này có thể lại bổ sung mãi. Thì cái công trình nghiên cứu lịch sử đó là như thế. Cho nên người nghiên cứu lịch sử là có cái khởi đầu nhưng không có cái kết thúc, bởi vì sẽ tiếp tục mãi, ngày càng nâng cao lên. Vâng, không biết là thầy Ninh nói như thế có sợ là học trò của mình sẽ cảm thấy là rất lo lắng, rất e ngại về cái hành trình sắp tới của mình, một cái hành trình mà không có điểm kết thúc? Có lo lắng, có yêu, e ngại là mừng. Chứ nếu có quyển sách này xong, coi như là kết thúc, thì lại là đáng lo ngại. Vâng. Chính đó mới là đáng lo ngại. Chứ còn nếu mà biết đi tìm nữa, tiếp xúc nữa, sắp xếp nữa vào, thì đó là điều rất đáng mừng. Vâng. Những cái chia sẻ của thầy không biết là cho chị Hạnh những suy nghĩ như thế nào. Chị dạ nghĩ vâng. Có một bề những công việc sắp tới chị sẽ phải làm. Dạ vâng. Thật ra thì em cũng rất là lĩnh hội những cái điều mà thầy vừa nói. Bởi vì thật ra thì trong cái cuốn sách mà chúng em đã thể hiện bằng cái thành phẩm như này, nhưng mà chúng em vẫn còn rất nhiều điều mà cảm thấy nó chưa thỏa đáng. Ví dụ như là cái thông tin của 21 thành viên trong đoàn có cái độ dày mỏng khác nhau. Ví dụ như là ông Lê Văn Triểu và ông Phạm Như Vưu, chúng em siêu tầm được những cái cuốn sổ nhật ký, có những cái cuốn sổ ghi chép của các ông rất rất chi tiết và cùng với lại lời kể của các ông nữa. Nhưng mà những thành viên khác, ví dụ như là ở nhóm ngành than hay là nhóm ngành kiến trúc, và có những cái nhóm mà bởi vì các ông mất quá sớm nên là khi mà tiếp xúc với gia đình thì các gia đình cũng không hiểu hết được cái câu chuyện để mà có thể cung cấp thông tin cho chúng em. Và thậm chí là khi mà chúng em làm việc với các cơ quan mà các ông đã từng công tác thì họ cũng thông tin rất là hạn chế ạ. Nên là chúng em cũng rất mong muốn là thời gian tới thì để có thể tìm hiểu tiếp được thông tin của những cái nhà khoa học mà chúng em hiện nay đang còn khá ít thông tin. Vâng, thưa quý vị khán giả, khi tiếp cận cuốn sách này thì thoạt nhìn những hạt giống bí mật, ngay cái nhan đề của nó đã gợi lên tò mò với rất nhiều bạn đọc. Đặc biệt là khi mà lần dở những cái trang viết đầu tiên đã kể ngay về những cái câu chuyện rất là cụ thể, về những con người cụ thể, về một giai đoạn lịch sử rất là cụ thể của nước nhà. Nó khơi gợi một cái niềm ham thích, tò mò, học hỏi của rất là nhiều các vị độc giả. Và cho Phi Linh được hỏi chị Hạnh thêm một câu nữa là khi mà chị giới thiệu cuốn sách này đến mọi người, đặc biệt là đến gia đình của những gia đình người thân của những người nằm trong cái hồ sơ mật này, thì không biết là phản ứng của mọi người như thế nào?
Dạ vâng. Khi mà em đưa cái cuốn sách này đến để tặng cho các gia đình, vì khi mà em hoàn thành cuốn sách này thì cả ông Viu và ông Triểu đã mất rồi. Có một lời hẹn khi mà em làm việc với các ông ạ, đó là chúng em sẽ làm, sẽ phát huy những cái di sản, những cái câu chuyện mà các ông kể cho chúng em. Bởi vì là không ai biết đến, không ai biết nhiều đến cái câu chuyện này cả. Nên là khi mà xong cái sản phẩm này thì em cảm thấy rất là vui. Em đến và từng nhà là em tặng các gia đình và em thắp hương trên bàn thờ, cũng như là một cái lần báo cáo các ông là chúng cháu đã hoàn thành công trình này rồi. Và chắc chắn là ở thế giới bên kia thì các ông rất là vui khi mà thấy điều đấy ạ. Có thể nói là công trình đời người, công trình một thập kỷ. Những cái hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem là hình ảnh tác giả đã mang những cuốn sách này đến cho thân nhân, gia đình, những người nằm trong những hồ sơ mật, những hạt giống bí mật của Đảng từ năm 1951 được cử đi học ở Liên Xô. Và ngay lúc này trong trường quay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị một vị khách mời nữa đến tham gia cùng với cuộc trò chuyện này. Một nhân vật là con trai của Thiếu tướng Phạm Như Viu, như là chị Hạnh cũng đã chia sẻ. Xin được giới thiệu bác Phạm Hồng Việt. Xin chào bác ạ. Vâng, chào chị. Chào dân sự. Rất vui được gặp bác trong trường quay. Vâng, xin mời bác ngồi ạ. Vâng. Chắc là thông tin bác Việt vừa nghe nãy giờ trong trường quay thì cũng là những điều rất là quen thuộc rồi, nhưng thật sự nó là ngạc nhiên với chúng cháu. Bác đang ngồi bên cạnh một người mà đã có đến 70 giờ làm việc cùng với cả người cha của bác. Vâng. Vâng. Cảm xúc của bác ngày hôm nay thế nào ạ? Hôm nay là tôi rất bất ngờ và cũng rất là xúc động được lên trao đổi mạn đàm với độc giả về cái cuốn sách mà chị Hạnh và đồng nghiệp đã xuất bản. Vâng. Và khi mà chúng tôi được nhận được cái quyển sách tặng này, gia đình chúng tôi rất là xúc động và rất cảm ơn các cái tác giả đã dành rất nhiều công sức sưu tầm tư liệu, cũng như là vượt qua những cái nhiều nỗ lực, vượt qua những cái trở ngại để có thể viết một thành một cuốn sách rất có ý nghĩa về lịch sử, mà nó khai thác những cái vấn đề mà về lịch sử mà từ trước nay có thể do nhiều những nguyên nhân mà chúng ta chưa biết. Vâng. Đấy. Trong cái cuốn sách này thì xin được mạn phép dở ra với quý vị khán giả là ở đây cũng có ghi rõ tên tuổi, gia đình, xuất thân của những người đã được cử sang Liên Xô học tập, và có những cái bức hình chung được chụp với rất là nhiều những cái nhân vật lịch sử của thời gian đó liên quan đến đoàn LX51. Ví dụ như đây là một cái bảng tên mô tả rất là rõ về thành phần xuất thân, quê quán, năm sinh năm mất của tất cả những nhân vật mà tham gia trong cái đoàn LX51 này. Thế còn ngày hôm nay khi mà đến với trường quay thì cháu thấy là bác Việt mang một cuốn sổ tay. Không biết là có điều gì để kể với chúng cháu không ạ? Đây là một cái cuốn sổ mà cha tôi đã ghi lại những cái công việc chính của mình trong những cái giai đoạn mà quan trọng của cuộc đời. Vâng. Thì cụ đã viết một cái từ hồi năm 94 mà. Vâng. Năm 1994 thì cụ đã viết một cái quyết định là viết cái lúc của về hưu, cụ viết quyết định là viết một cái, nhưng mà cũng không thể nói là hồi ký. Vâng. Đấy, cụ không định viết hồi ký đâu. Thế nhưng mà cụ viết thế này này. Về hưu không phải để giết thời gian còn lại, cũng không để thời gian giết mình. Vì vậy, dùng thời gian này để viết về mình, mong góp vài kinh nghiệm sống cho hậu thế, cũng có thể là góp một vài sự kiện cho người viết sử. Đấy, thì mục tiêu là cụ viết. Vâng. Cái quyển ghi lại, ghi chép những cái hoạt động của mình. Vâng. Với mục tiêu là cho một để lại cho hậu thế những một vài kinh nghiệm sống. Vâng. Đồng thời cung cấp những sự kiện cho những người viết sử. Vâng. Đấy, đấy. Nói như thế thì ở đây để mà hoàn thành một công trình lịch sử thì phải có sự tham gia của rất là nhiều người, đúng không ạ? Tác giả là một phần, và chính người cha của bác và cả bác ngày hôm nay một nhân chứng sống cũng là một trong những người chép sử. Bác có thể cho cháu mượn cái quyển sổ này được không? Chắc là đây cũng là cái quyển sổ mà rất là quen thuộc với chị Hạnh. Dạ vâng. Ngày xưa khi mà ông còn sống thì ông có cho chúng em là photo lại thôi ạ. Và ông giữ bản gốc ạ. Vâng. Đây đều là những cái chữ viết tay rất là cẩn thận của một cựu sinh viên đã được Đảng cử đi học ở Liên Xô. Ngoài ra thì bác còn... Vậy ngoài ra thì tôi... Tức là cái hồi mà ông cụ học ở Liên Xô. Vâng. Thì hồi năm trên năm 54 lần đầu tiên tôi viết thư cho cụ. Viết một cái lá thư gửi sang Liên Xô.
mà từ lúc đó tôi 9 tuổi. Vâng. Thế mà tôi là ông cụ vẫn còn giữ. Vâng. Và vấn đề là trao lại cho tôi. Vâng. Cái, tức là ngày 24 tháng 9 năm 1954. Vâng. Thì tôi biết gửi sang Liên Xô. Vâng. Đấy. Thật là món quà quý giá. Vâng. Bác nhận ra được thêm điều gì về người cha của mình sau tôi, khi tôi đọc thấy cái là công trình trong cái cuộc đời cụ là cái đặc điểm lớn nhất ấy, của là cụ rất ham học. Vâng. Và luôn luôn tìm sáng tạo, tìm trong cái công tác, ví dụ như là luôn luôn tìm tòi cái mới về khoa học kỹ thuật quân sự đấy, thì đọc rất nhiều, mua rất nhiều tạp chí của Nga, để rồi đến mà đến lúc nghỉ hưu rồi cụ còn dịch liên tục mấy cuốn sách về khoa học kỹ thuật. Vâng. Và viết hàng mấy chục bài báo. Vâng. Vì tôi là về sau trước tôi làm cái tổng biên tập của tờ báo khoa học công nghệ quân sự của Bộ Quốc phòng mà. Vâng. Thế nên tôi cũng tiếp cận và đăng được cái bài của cụ. Vâng. Rồi, đấy thì cái mà chúng tôi rất là khâm phục đây là cái tinh thần học hỏi vươn lên không ngừng của cụ. Vâng. Về mặt khoa học kỹ thuật. Vâng. Và chúng tôi cũng tin rằng là những cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể không chỉ có tác động rất là sâu sắc đến người thân và gia đình của những người có thể nói là những người con ưu tú của Đảng ngay từ những giai đoạn đầu, mà nó tác động sâu sắc đến rất là nhiều người trong thuộc thế hệ trẻ hôm nay. Ở trong danh sách 21 người thuộc đoàn LX51 có những người là tốt nghiệp trường kỹ nghệ thực hành Hải Phòng như là Thiếu tướng Phạm Như View, cũng có những người là cử nhân khoa học của trường Cao đẳng Khoa học Đông Dương, có những người thì tốt nghiệp trường kỹ nghệ thực hành Huế, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cử nhân luật của Đại học Luật Đông Dương. Rồi có những người là sinh viên, bác sĩ, kiến trúc sư, có những người xuất thân là nông dân, nhưng mà cũng có những người xuất thân trong những gia đình tiểu tư sản, những gia đình theo chế độ phong kiến. Ở đây thì để tổng kết lại cái công trình này, cái giá trị của nó, cháu rất là mong ý kiến từ giáo sư nhà giáo nhân dân Vũ Dương Ninh. Trước hết là cuốn sách này đấy, cho chúng ta nhớ lại cái khung cảnh của những năm kháng chiến. Hồi đó tôi cũng đã là học sinh rồi, cũng sống trong cái thời kỳ đó. Cái khung cảnh của kháng chiến nó gian khổ như thế nào, nó vất vả như thế nào. Nhưng mà tinh thần hăng hái, trường học thì rất là sôi nổi. Và đặc biệt cái khung cảnh mà Bác Hồ gặp gỡ cái đoàn sinh viên trước khi lên đường ở núi rừng Việt Bắc, bên dòng suối chảy thì dốc rách như vậy. Cái Bác ngồi trên hòn đá và nói lại với các học sinh như thế đó. Thì cái khung cảnh đó cho chúng ta một cái hình rất đẹp, một cái kỷ niệm rất sâu sắc.